Xin chào các bạn nhé. Bây giờ là 13 giờ chiều ngày 30 tháng Chạp rồi, gọi là 30 Tết rồi các bạn ạ. Hôm nay là tôi đi ra bến xe Long Biên đây, cạnh chợ đầu mối đây. Các bạn thấy chưa? Người Hà Nội đã thu dọn để đón Tết rồi đây. Đấy, chỉ còn bà già rót ấm nước chè đây, đi bộ. Đấy. Đây, tôi sẽ đi về phía cầu Long Biên các bạn ạ. Hàng quán bây giờ là đóng cửa hết rồi. Đây, cảnh hàng quán đóng cửa một loạt. Đây, trên trục đường Yên Phụ. Đi đoạn nữa là tới hàng đậu các bạn ạ. Những cái chuyến xe buýt thưa dần. Chào anh. Em đi bộ Bây giờ rồi. xin chào Vâng. vô đường rồi, đi Thế chợ mãi không về. anh định làm đến bao giờ? Thấy không? Vâng. Tí nghỉ bây giờ thôi. À, thế là tí nghỉ. Vãi giờ đâu. Không còn còn khách nữa, làm gì còn khách nữa anh nhỉ? Ra đây thì ra tí phấn khởi tí rồi. À, nhà anh ở chỗ hàng mặn, có mặn hàng khoai không? Ngày xưa Có em. hàng khoai này gì đâu. À, nhà anh ở mặn hàng khoai ra Tôi đây. về hàng khoai nhà tôi ông già rồi. À, thế ạ. Vĩnh Liên. Rồi, em biết rồi. Rồi về Chào ông nhá. anh nhá. Rồi rồi, Em đi chào đây. ông. Ông già. Đấy, tiến xe buýt cuối cùng đây, tuyến 17 là đi Sóc Sơn đấy các bạn ạ. Nắng lên rồi, nắng xuân lên rồi, ấm ấm áp lắm, tiết trời ấm áp lắm. Ngày mai mùng 1 là tiết trời này là du xuân rồi, lý tưởng đấy các bạn ạ. Đây các anh, Grab là từ hàng khoai. Đây cái dự án tôi quay lại cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có lẽ là những cái chuyến xe buýt cuối cùng về điểm trung chuyển xe buýt Long Biên đây. Đây cái dự án này là tôi tham gia từ năm 2007, 17 năm rồi. Vốn tài trợ của vùng Île-de-France Pháp ấy. Hồi thiết kế mái nhà chờ này cong uốn lượn, người ta bảo đây là sóng sông Hồng vỗ vào. Có cái ý như vậy. Thế mà thoát đi là cái dự án này, hầu như là cái dự án cuối cùng thời tôi làm tư vấn còn sót lại đấy, là cái dự án này, điểm trung chuyển xe buýt Long Biên các bạn ạ. Đấy, đã thời gian đã qua rồi, càng đến Tết càng thấy thời gian trôi nhanh. Đấy. Bên kia đường Yên Phụ, cổng chợ đầu mối Long Biên đây. Nè, các em đã dựng những cái nhành mía này. Nhành mía này, hái lộc xuân vào đêm giao thừa đấy các bạn. Đây, tôi tiến gần lại để các bạn xem cái dự án nhé. Đây, may còn giữ lại cái bia, cái tấm tấm khắc của cái dự án này, điểm trung chuyển xe buýt Long Yên, công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long, nhưng mà thực ra là triển khai từ năm 2007 đấy các bạn ạ. Đây tôi quay xuống đây để các bạn nhìn đấy, dòng xe đổ lên từ đường Hàng Đậu đây đi lên. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi về dọc về ô Quan Chưởng, vòng một chút phố cổ các bạn nhé. Đây điểm ga Long Biên đây, điểm ga Long Biên
Đây, thế là cái đường ray tàu hỏa Hà Nội Hải Phòng. Khuất đổ dưới tán lá bàng này các bạn nhìn đi. Rẽ vào cái ngách này thì sẽ ra Phú Hoàng Khoai các bạn. Đây, ga Long Biên. Đấy, tôi sẽ đi tiếp ra đường Nhật Duật, Trần Nhật Duật. Qua chỗ này là đi qua dưới gầm cầu. Đấy, đi đầy thấy cái gầm cầu thấp le tè. Đấy, cao độ gầm cầu không thay đổi nhưng giờ thấp quá. Các bạn thấy chưa, đường phố, hè phố đã sạch bong chưa? Người dân thu dọn nhà cửa chuẩn bị Tết, quét hè, hè như cái sân, như cái sân nhà đây. Anh chàng này là đang tưới cây đây. Bà cụ gọt à. Con chào cô. Chúc năm mới cụ nhá. Con cứ đi quay phố phường. Vâng, thế năm nay cụ bao nhiêu rồi? Ồ, thế cụ bằng tuổi mẹ con đấy. Thế là cụ là tuổi thân à? Ờ, cụ là giáp thân. Thế là nhà cụ là ở đây từ xưa đấy. Thôi cứ bám đây mà sống nha cụ nhỉ. Thế thì coi như là năm nay là năm coi như là đại thọ cụ đấy, 80 ngày xưa là đại thọ đấy nhỉ. Vâng. Vâng, chúc cụ năm mới sức khỏe cụ nhá. Vâng. Dạ vâng đấy, người Hà Nội như thế, con cảm ơn cụ. Con cảm ơn cụ nhá. Dạ vâng, con chào cụ. Con ở đây, nhà con ở dưới Nguyễn Trường Tộ. Vâng. Vâng. Ô. Cụ ở phòng Thái nhưng mà cụ chuyển đi đây lâu chưa? À thế ạ. À vâng. Vâng. Vâng, đấy nghe thấy nhạc xuân. Ồ thế à. Thế thì cụ phải bán thuê bao cấp à? Rồi qua cái thuê bao cấp của năm tám mấy cụ bán đấy đúng không? À. À vâng, thôi con đi cụ nhá. Vâng, con đi đây. Vâng, con cứ đi coi. Ở đi quên. Đây nữa. Vâng. Dạ vâng, con đi cụ nhá. Tiếng nhạc này. Vâng, con đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đi cứ vui vẻ. Gặp ai cũng như người nhà hết. Vừa rồi có lẽ là không đưa cái mic ra nên cái tiếng của cụ sẽ là thu nhỏ, không nghe rõ các bạn ạ. Rồi, đến nên là đến Hàng Khoai rồi đây. Đấy, tôi quay lại qua gầm cầu. Để tôi quay lại cái hình ảnh của cầu Long Biên đây, trên cái nút giao Trần Nhật Duật. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa, cái đây là nét đẹp nhất của con đường gốm sứ đấy. Hình ảnh con đường gốm sứ chạy từ Vĩnh Tuy về tới Yên Phụ các bạn ạ, lên Nghi Tàm đấy. Đây, góc Hàng Khoai vẫn còn bày bán, có ai mua đâu. Đấy, tôi đi chút nữa thì sẽ tới ô Quan Chưởng. Đây, sắc đẹp, đẹp ghê. Đây, Tết là những nhành đào. Đấy, người chủ nhà này có cành đào bám vào gốc cây vươn ra này. Đúng đào ngày Tết. Chúc mừng năm mới đây các bạn thấy chưa. Đấy, tôi lại rẽ vào Cao Thắng.
Để vào Cao Thắng. Đây là đường Cao Thắng này, chợ Cao Thắng thì đúng rồi. Hai ông bạn. Mặt sau của chợ Bắc Qua đấy, chợ. Mặt sau của chợ Đồng Xuân Bắc Qua đấy. Cảnh chợ là thưa tiếng người rồi. Đấy, thế anh lái xe Grab ở bến Long Biên này. Anh nói là nhà anh ở ở Cao Thắng đây. Cao Thắng bán hàng khô này. Từ Cao Thắng là rẽ sang Hàng Chiếu được cũng được. Vẫn còn bán hoa lay ơn này, hoa cúc này. Cảnh chợ đây. Ông Tây khách du lịch này. Đang quay cảnh chợ Cao Thắng lên này. Ui giời ơi. Tôi chen vào giữa chợ. Cao Thắng đây gọi cái trục này là gọi là chợ Bắc Qua này. Ra nhánh này là nhánh Cầu Đông. Đấy, cái đợt tôi đi chợ hoa Hàng Lược thì tôi cũng nói cho các bạn biết là sự tích Cầu Đông đấy. Cầu Đông là điểm khởi nguồn của chợ hoa trên đất Kinh Kỳ đấy. Rồi, Tết người ta bán cau này. Cau này. Ở trên phố là 20 mấy nghìn một quả cau này. Cau. Tết nào thắp hương cũng phải có quả cau lá trầu các bạn ạ. Đẹp quá. 25 nghìn. Có lẽ chỉ có đây mà là còn náo nhiệt không khí. Chiều 30 Tết. Rau cỏ vẫn bạt ngàn này. Gấc. Ớt chuông. Rau cải. Nấm. Này, phố này là phố Nguyễn Thiện Thuận nhé. Cắt ra ngõ gạch Nguyễn Siêu ra Hàng Chiếu. Ô, thế thì tôi sẽ rẽ vào cái đường này thì độc đáo hơn này, là phố Thanh Hà. Chiều 30 Tết. Đây, phố Nguyễn Thiện Thuận giao nhau với phố Thanh Hà này. Phố Thanh Hà là cứ quẹo tiến cái phố này là tới ô quan trưởng này các bạn. Phố chợ hết. Phố chợ hết. Vẫn còn bán ba bốn con gà này. Trông thiệt. Đẹp gà đẹp ghê. Phiên chợ Tết cuối năm. Đây, bên này là lò bánh mì. Thôi cứ đi thôi. Cứ giữa đường mà đi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Phố Thanh Hà có một cây xì. Xõa tóc xuống đi. Đúng là cảnh đây là cảnh khác gì phiên chợ Tết đâu. Rau cần tây, xà lách, ổi. Ngay cổng trường
của đám con trẻ này, trường tiểu học Tràng An này. Ngập trời chợ. Tôi nghĩ rằng không còn bán mua nữa. Cái con phố này là cái con phố nhỏ, phố chợ nhỏ. Cái cảnh người dân sinh hoạt phố cổ thấy rõ nét nhất là ở cái con phố này đây. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Phố cổ, nhà cũng cổ. Đây, cái nhà này lạ ghê nhỉ. Đấy, tôi đi lách vào. Phố Thanh Hà đây. Hết cuối phố là các bạn sẽ thấy xuất hiện. Ôi, chen vào đây một cái hostel này. Các bạn sẽ thấy xuất hiện ô quan trưởng. Cửa ô duy nhất còn sót lại đấy. Ít người ghi được những cái thước phim. Đấy, ô quan trưởng. Phố Thanh Hà là nối vào ô quan trưởng này các bạn ạ. Đấy. Đấy, tên ô quan trưởng nó có cái sự tích đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm là cái thời chống Pháp, là cái thời Minh Mạng, thì có ông quan ở đây tên là ông quan, là tên là ông quan trưởng. Ông ấy chỉ huy một đội quân chống lại giặc Pháp, giữ cái cửa ô này, xong người ta đặt lấy tên ông là ô quan trưởng này. Tôi ghi mãi cái hình rêu phong của ô quan trưởng đấy. Rất gần. Đấy. Cái gạch này có lẽ vẫn là những cái nếp gạch cũ. Đấy. Xuôi về đây là phố Hàng Chiếu rồi. Đấy, tôi sẽ đi qua cái ô quan trưởng cho các bạn xem nhé. Tôi quay lại này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rõ chưa? Ô quan trưởng chưa? Ô quan trưởng này có lẽ là xây từ cái thời Hậu Lê, cỡ khoảng 5600 bao nhiêu. Bám theo cái đất Thăng Long, thành Hà Nội này là có 10 cửa ô bám dọc với sông Hồng. Tổng cộng có 16 cửa ô, nhưng 10 cửa ô dọc bám dọc theo sông Hồng, thì trong đó có ô quan trưởng. Đấy, tôi đang đi qua ô quan trưởng. Đi này là sẽ là đi ra sông Hồng đấy. Hướng ra sông Hồng. Cái phố ô quan trưởng là một trong những cái phố ngắn nhất của Hà Nội. Đây, hình ảnh ô quan trưởng nhìn từ hướng sông Hồng vào đấy các bạn nhé. Nó sẽ lách vào. Cửa phụ của ô quan trưởng để đi về phố Mã Mây. Đi về chợ gạo thì đúng hơn. Đây, chỗ này là chợ gạo rồi. Gần nhau lắm các bạn. Tuyến đường này tôi đi không biết bao nhiêu lần. Chợ gạo Cuối Nguyễn Siêu nối về Ngõ Gạch. Đi ra hàng đường, hàng cá.
Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Húc chợ gạo đây. Hà Nội có những tên phố hàng, có chợ gạo là buôn bán gạo, có phố hàng mắm này, đây có phố Đông Thái gần đây này. Tôi sẽ đi ra phố Đông Thái. Ôi trời ơi, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng là mái ngói liêu xiêu một câu thơ đi. Mái ngói liêu xiêu một câu thơ đi. Ở phố Nguyễn Siêu giao nhau với cả Đào Duy Từ. Đây đúng là cảnh của Hà Nội thật. Hà Nội phố cổ là đây chứ đâu. Ngắm mái không chán cái nếp cổ của ngôi nhà này. Đấy, tôi sẽ đi về phố Đông Thái cho các bạn nhé. Này, chợ gạo. Phố chợ gạo đây là hai cái tay ngai ôm lấy cái. Đây là bia hơi, chợ gạo. Nối vào phố Đông Thái đây. Các anh vẫn uống, ông các chú vẫn uống cái tách bia hơi đây. Bia hơi Hà Nội. Đây, chợ gạo. Quán bia bà Bát này. Chưa bao giờ tôi thưởng thức bia ở đây. Đây quán bia đấy. Chợ gạo là hai cái đoạn phố ôm với cái mảnh đất, ôm với cái tòa nhà ở giữa. Đây tôi đi về phố Đông Thái. Có lẽ phố Đông Thái mới cả cái phố ngắn nhất của Hà Nội. Phố Đông Thái là ngày xưa người ta gọi đấy là phố Hàng Trứng ấy. Hàng Trứng là người dân ở Hải Dương là mang trứng lên đây buôn bán trứng ở đây này. Thế sau không hiểu lý do vì sao lại đặt tên là cái phố Đông Thái. Không hiểu lý do gì. Mà đây các bạn nhìn thấy phố Đông Thái chưa? Nếu có người nói là đây là ngày xưa là phố Hàng Trứng ấy. Không hiểu lý do gì lại đặt tên lại là cái phố Đông Thái. Đây, phố Đông Thái có ngắn không? Có tèo teo thế này thôi này. Cái đoạn phố ở Hà Nội mà cái đoạn phố này nhìn như cái đoạn phố cũ tới mức độ như cho cái tuyến phố ở dưới Thành Nam ở Nam Định. Đấy, tôi cứ đi thôi. Tôi đi trên phố Đông Thái. Ra Mã Mây. Đấy, các bạn thấy chưa? Phố Đông Thái, con phố nhỏ Đông Thái này. Nối vào Mã Mây, đây là Mã Mây rồi. Có phở còi đây. Đây là Mã Mây. Mã Mây là vòng ra Lương Ngọc Quyến đấy. Còn đây là xuôi về Đào Duy Từ. Đấy. Hàm Buồm. Đấy. Đây là một cái góc tụ tập. Của những du khách. Đến thăm phố cổ Hà Nội này. Đặc biệt đông vào những ngày cuối tuần khi mà ngăn đường trở thành phố đi bộ. Đấy. Nhưng hôm nay là tôi đi bộ là trong chiều 30 Tết. Đây. Tôi sẽ cho các bạn xem cái tuyến phố Đào Duy Từ nhé. Cái cảnh này cũng rất ấn tượng. Này. Một anh rửa xe. Bên cái bức tường, bên cái bức tranh tường sống động. Hà Nội thú vị.
luôn luôn thú vị. Hello. Đấy. Thành phố Tây. Đây góc số 2 Hàm Buồm. Có cái quán cà phê như một bến, như một con tàu. Đúng là Hà Nội không bao giờ buồn. Kể cả hôm nay là chiều 30 Tết. Cứ đi vào phố cổ là không thể buồn được. Các bạn thấy chưa? Tôi đang đi vào phố Hàng Buồm đấy. Mình là Tây Hello Massage. Đây chỗ này là một lần tôi đã giới thiệu các bạn rồi. Phố Hàng Buồm là phố bán những con, những cái cánh buồm dọc cái sông Hồng. Đây, đối diện đây là Hội Liên Hiệp Nghệ Thuật Hà Nội, ngày xưa là bác Tô Hoài, bác chủ nhiệm ở đây đây. Tòa soạn báo người Hà Nội cũng là từ đây mà ra đây. Đối diện đây một trung tâm văn hóa nghệ thuật. Đây là cái hội quán xưa của người Trung Quốc đấy. Hay tôi không nhớ tên, nhưng tên đây là cái hội quán xưa của người Trung Quốc. Đây, phố Hàng Buồm là khu phố tàu. Đấy, vừa được trùng tu lại. Mặt sau của nó là phố Nguyễn Siêu các bạn ạ. Đấy, tôi đi tiếp các bạn nhé. Để cho các bạn thấy không khí chiều 30 Tết ở phố cổ Hà Nội. 27. Đấy. Các bạn trẻ check in đây. Đền Quan Đế ôm nó đóng cửa rồi. Nơi check in của tuổi trẻ. Này con phố nhỏ tôi quay cho các bạn xem nhé. Là nối về phố Tạ Hiện đây này. Đấy, ngách này là ngách nối ra Tạ Hiện. Vào Đinh Liệt. Nhưng tôi không rẽ vào phố Tạ Hiện, tôi đi tiếp. Hóa ra phố cổ chiều 30 Tết vẫn đông người. Đây, Hà Nội đổi mới. Khách Tây du khách đi vào trong phố cổ đây. Hình ảnh này cũng rất là đẹp. Ngồi tâm sự. Bên cạnh là cái quán, cái vẫn là cái quán xưa. Các bạn thấy không? Thú vị không? Đấy, mấy bước nữa là tới đền Bạch Mã. Một trong tứ trấn ấy, của Hà Nội. Đền Kim Liên là trấn mặt nam này. Đền Bạch Mã là có lẽ là trấn mặt đông. Hướng ra sông Hồng. Đến Voi Phục. Đền Mật Mã là trấn mặt bắc. À, đền Quan Thánh trấn mặt bắc. Đền này trấn mặt đông, đền Voi Phục trấn mặt nam. Trấn mặt phía tây của thành phố. Đây đi tới đền Bạch Mã này. Thờ thần Long Đỗ đấy. Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn đền Bạch Mã đây. Đây có lẽ tôi sẽ đọc cho các bạn xem nhé. Không có được thì đọc cho các bạn xem. Đền Bạch Mã tọa lạc tại số nhà 76 Hàng Buồm. Đấy.
thờ thần Long Đỗ đấy, có cách đây chừng cũng chừng 1.000 năm. Còn đây là phố Hàng Giày, phố Hàng Giày thì cũng ôm về tạ hiện đây, phố Hàng Giày. Đấy, các bạn thấy chưa? Cảnh phố cổ Hà Nội chiều 30 Tết vẫn thật đông người. Người ta đi nườm nượp. Đấy, tôi xuôi. Ngách phố Hàng Giày bên hông đền Bạch Mã để về, về ngõ Gạch nhé. Cứ đi thế này để cho các bạn thấy được cái không khí Tết phố cổ Hà Nội đúng chiều 30 Tết. Đây, xem giờ đây, 2 giờ kém nhé, 14 giờ chiều rồi. Con phố này thì đầy ắp bánh kẹo. Nguyễn Siêu thì bán thuốc lá. Hỏi xe in đòi. Đây, về lại Nguyễn Siêu. Lẹ sang ngõ Gạch. Đấy, ngõ Gạch là cái phố thời bao cấp là bán chổi đót vôi ve đấy, xi măng. Đấy, giờ bánh kẹo cũng đã tràn sang thay thế rồi, không còn vôi ve chổi đót với cả vôi ve với cả xi măng nữa. Ngày xưa xi măng cứ mua 5 cân 1, đóng một cái bao xi măng ở phố ngõ Gạch đấy. Đấy, còn bên này là tôi đưa hình để các bạn nhìn, đây là đền đền Thanh Hà này, đang cải tạo quây tôn lại này. Chưa biết bao giờ mới xong. Chiều 30 Tết thì còn lại cảnh anh đánh giày thôi, và những người du khách ngơ ngác nhìn. Đây, các bạn nhìn thấy rõ đền Thanh Hà chưa? Đình Thanh Hà này. Đình Thanh Hà di tích đã được xếp hạng này. Có cây đa đình Thanh Hà nổi tiếng lắm, cây đa bao đời ở đình Thanh Hà, bao nhiêu ảnh chụp, bao nhiêu thước phim ghi hình ở cái đường ngõ Gạch à, ở cái đình Thanh Hà này. Đấy, tôi đi tiếp nhé. Anh bạn này là hóa vàng rồi, cửa hàng đóng cửa là hóa vàng mã, một tục lệ của người Việt mình đấy. Cầu chúc may mắn cho năm mới. Đây, tôi đứng chậm ở đây để tôi quay cho các bạn xem cái cây đa ở đình Thanh Hà ấy. Đây, cây đa ngày xưa là vươn sang tới nhà ông bạn tôi đây, nhà 17 ngõ Gạch đây. Đấy, ông bạn thân thì đã chuyển vô Nam rồi 4-5 năm nay rồi, 17 ngõ Gạch. Đấy, có cái tán đa mắt sang của đình Thanh Hà. Tiến hết phố ngõ Gạch là nối vào hàng cá ra hàng đường.
Đây các bạn nhìn nhé, tôi cho các bạn xem này. Cái cánh cổng rất cổ ở trên phố ngõ gạch này, không biết số nhà là số nhà bao nhiêu, cạnh số nhà 18 thì là cũng nhà 16 này. Đấy, đúng phố cổ Hà Nội chưa các bạn? Lang thang phố cổ Hà Nội, rồi lại quay về chợ Đồng Xuân. Chà chà, rồi lại quay về chợ Đồng Xuân các bạn ạ. Có đi mới biết là phố cổ Hà Nội chiều 30 Tết đâu có im ắng, vắng lặng như mình tưởng. Đấy, tôi đưa các bạn qua chợ Bắc Qua rồi để chuyển sang chợ Đồng Xuân đây. Đây là bán sung. Chân trống kìa. Sung là sung túc này, thắp hương đêm giao thừa đây. Bán để cho no đủ thì cũng sung này, đu đủ này, xoài này, dừa này. Đây các bạn thấy không? Đây là qua cảnh chợ Đồng Xuân đây. Vẫn còn tấp nập lắm. Không như tôi nghĩ. Còi xe vẫn inh ỏi. Đấy, cảnh chợ Đồng Xuân đấy. Tôi cứ đi thôi. Mấy ông bạn du khách ấy, chọn mua cặp kính tàu ấy. Cười, cười thật. Bóng bay ngập trời dành cho con trẻ đây. Đấy, hơn tiếng đồng hồ thôi. Từ nhà tôi vòng phố cổ là đã có được những cái thước phim để cho các bạn thấy được cái không khí. Đúng là ngày cuối cùng của năm Quý Mão đấy các bạn. Đây, rẽ đây là phố Hàng Khoai. Hết Đồng Xuân thì sẽ vào phố Hàng Khoai, thẳng thì vào phố Hàng Giấy. Đấy, tôi sẽ chọn một cái điểm hình có một chút ấn tượng để tôi dừng hình các bạn nhé. Chưa chọn được. Đây, có lẽ tôi chọn cái điểm hình này để tôi dừng hình, là sắc một cái nhành hoa hồng trên góc Hàng Khoai với Hàng Giấy. Đấy, nhành hoa hồng. Ôi, còn chừng 10 tiếng nữa là bước sang năm mới Giáp Thìn. Đấy, tôi mới lập cái kênh là kênh Hà Huy Vlog, lấy tên con gái và con trai tôi. Đấy, tôi mới làm được có mấy
20, chưa đến 20 thước phim để cho các bạn. Giờ thầy bắt đầu. Cảm ơn bạn. Đấy, đang chụp thì phải đứng dậy. Lại quay lại này. Để các bạn ủng hộ kênh của tôi nhé các bạn nhé. Tôi ghi lại những cái gì tôi hiểu biết về Hà Nội. Đấy, hôm nay là những cái thước phim tôi ghi lại về chiều 30 Tết. Chúc các bạn sức khỏe. Nếu có điều kiện thì tối nay tôi sẽ đi ghi hình với đêm giao thừa. Xin chào các bạn nhé.